Xin chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với lại React cơ bản. Thì bữa nay là buổi 7 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo tạo một cái project React JS đầu tiên. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì tôi sẽ vô Google này, tôi sẽ search là React React App này. Đó, thì đây là cái chương trình React React App này. Thì các bạn phải vô cái link của thằng GitHub này. Thì đây là một cái repo của thằng Facebook. Thì đây nó sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái React App ở đây này. Đó. Thì các bạn có thể tạo bằng cái lệnh NPX nếu mà các bạn cài đặt Node.js này. Đó, thì các bạn run cái lệnh này để mà cài đặt để init một Node.js này. Rồi nó cũng hướng dẫn các bạn tạo cái Node.js như vậy. Còn nếu mà các bạn cài đặt thằng Jan thì các bạn có thể cài đặt bằng cái lệnh này. Thì máy của tôi thì tôi đã cài đặt cái thằng Jan rồi. Thì tôi sẽ đi sử dụng cái thằng Jan để cài đặt. Thì ví dụ như là tôi sẽ mở cái Windows CMD đây này. Ví dụ như tôi check cái gen version của tôi này, gen trừ version này. Đó, thì máy của tôi đã cài đặt gen rồi, thì tôi sẽ đi cài đặt sử dụng cái lệnh của gen này để cài đặt này. Đó, các bạn sẽ gõ gen này, sau đó là DA này, React App này. Và cái tên của cái project của các bạn. Đó, ví dụ ở đây này, của họ là My App này, thì tôi sẽ copy cái lệnh này và tôi sẽ đi chạy lên CMD hoặc là tôi sẽ chạy bằng cái terminal của thằng Visual Studio Code. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái thằng Visual Studio Code này này. Thì đây tôi sẽ tạo ra một cái folder là training the app đi. Rồi tiếp theo trong này tôi sẽ tạo một cái folder khác là folder source code đi. Đó, thì tôi sẽ select cái folder này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mở cái terminal và thằng Visual Studio Code này và tôi sẽ pass cái lệnh gen vô này. Tôi sẽ gen DA React App và tiếp theo là cái tên của cái project của tôi chẳng hạn như là demo first project đi. Rồi tôi nhấn enter này. Thì cái máy của tôi thì tôi mới cài đặt thằng gen. Thành ra nên là gen nó chưa chạy được vì bởi vì nó có một số cái policy nó bị disable. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn fix cái điều này như sau. Thì tôi sẽ mở cái Windows PowerShell đây. Tôi sẽ mở cái Windows PowerShell này với lại cái quyền admin. Đây, tôi sẽ run với lại administrator. Các bạn nhớ run với quyền admin nha. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ kiểm tra cái policy nó bằng cái lệnh là get này, execution policy. Rồi tôi nhấn enter này. Đó thì nó đang cái get execution policy nó đang bị hạn chế này, nó có cái restrict như vậy tức là hạn chế này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ set lại cái execution policy cho nó. Đây tôi sẽ dùng cái lệnh là set execution policy này. Unrestricted. Cái chỗ chữ re tôi sai này. Đó, tôi nhấn enter này. Rồi theo thì tôi sẽ nhấn z này. Đó thì bây giờ cái issue nó được fix rồi này. Bây giờ tôi sẽ run lại cái lệnh gen này. Tôi sẽ gen DA React App mà tên đồ z là demo first đồ z này. Đó bây giờ nó đã khởi tạo lại cái đồ z cho tôi và nó đang chạy khởi tạo đồ z cho tôi như vậy. Đó, thì bây giờ nó đã khởi tạo xong. Thì bây giờ nó hướng dẫn là chúng ta sẽ cd cho cái folder z là folder của tôi là demo first project này. Tôi sẽ cd cho này. Rồi theo thì tôi sẽ có lệnh gen tạt để tạt cái đồ z lên này. Đó, tôi nhấn enter này. Đó thì bây giờ nó chạy lên cho tôi như vậy. Đó, nó chạy lên như vậy tức là cái đồ z của tôi đã init success này. Đó. Và chẳng hạn như là cái chữ edit src app.js và and say to renote này thì cái chữ này các bạn có thể sửa lại như sau. Thì nó nằm trong cái file
vô cái form mục src và folder cái file này app.js này, thì đó thì đây là cái dòng chữ này. Chẳng hạn như dòng chữ này bây giờ các bạn sửa lại thành Hello World chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Đó thì nó compile lại cho code cho lại cho tôi luôn. Bây giờ tôi chẳng hạn như tôi quay lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ cái chữ test nó thay thành cái chữ Hello World như vậy. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn init một cái đồ JS React và tôi đang hướng dẫn các bạn tạo ra một cái chương trình đầu tiên là cái chương trình Hello World. Đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Rồi, nếu mà các bạn nào muốn học về lập trình front end với lại React thì các bạn có thể vô cái trang học lập trình online.net và các bạn đi vô cái khóa học học lập trình front end với React cơ bản của tôi tại đây. Đó. Thì các bạn nào nếu mà muốn học về React thì các bạn hãy vô đây về tham gia vào cái khóa học này của tôi. Ngoài ra thì tôi còn rất là nhiều cái khóa học khác thì các bạn có thể tham khảo mấy khóa học khác của tôi ở đây. Ví dụ như các bạn nào muốn học với lại React mà nâng cao hơn thì ở đây tôi có khóa học lập trình front end với lại React.js, Bootstrap, Docker và RESTful API. Đó thì đây là một cái khóa học nâng cao. Ngoài ra thì tôi còn rất nhiều nhiều cái khóa học khác nhau về lập trình ở back end như là lập trình Java, lập trình Java Ring Boot vân vân. Đó thì các bạn thể vô cái trang học lập trình online.net của tôi để tham khảo. Đó thì tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Và với tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn giải thích cho các bạn về cái structure của một cái đồ JS. Đó thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi tiếp theo.